là trứng mực, củ sen với lại dưa leo á. Chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em. Mấy ngày hôm nay ở em cứ nhâm liên tục luôn, biển thì động cho nên là chợ cũng ít hải sản lắm. Em sang có mua được mấy con chim chép. Chim chép này là mấy cô đã đào từ chiều hôm qua, ngâm qua đêm rồi cho nên là ăn không có bị cát đâu. Lát nữa em sẽ đi chiên với lại Hoàng Thánh. Còn cá trắng trắng này là trứng mực, một lát em sẽ đi bằm chung với thịt heo rồi chế biến thành một món hấp. Giờ em Sang sẽ đi sơ chế một ít rau củ quả để mà nấu ăn nha. Cà rốt với lại củ sen á, em Sang sẽ bào mỏng ra.
em cũng sẽ thái mỏng luôn. Về phần dưa leo á, em sẽ chọn những quả non non một tí để mà nó không có bị vướng phần hạt á. Như quả này của em nó cũng hơi dài dài một xíu rồi nè. Cà rốt với lại củ sen á, em sẽ ngâm vào trong nước muối để mà làm cho cái miếng cà rốt với lại củ sen á nó được mềm ra. Còn về dưa leo á, em sẽ ngâm qua một ít đường. Ngâm đường sẽ làm dưa leo của mình nó cũng được mềm ra. Cho đường vào đây. Chả mực á, em sẽ đi bằm chung với lại thịt heo. Trứng mực á, em sang cũng bằm nhỏ luôn. Cho tiếp gia vị vào đây luôn. Cái này là đường, muối, tiêu, thêm một xíu dầu hào nữa. Phần cà rốt á, với lại củ sen á, nó cũng đã mềm rồi, để em xem ngay đi rửa lại với nước nha. Chả trứng mực á, em sẽ cho lên dĩa một ít. Phần chả trứng mực á, em sẽ cho vào trong củ sen với lại dưa leo. Em cho vào đây như thế này, rồi bắt lại ở bếp cuối. Củ sen với lại dưa leo á, em cũng đã xếp lên rồi. Giờ em sẽ xếp thêm cà rốt lên nữa nha. Cà rốt á, em cũng sẽ xếp lại như thế này, rồi cho vào dĩa luôn. Đậu hũ non á, em sang cũng sẽ thái nhỏ rồi cho vào dĩa trứng hấp luôn. Em sang sẽ tỉa thêm một ít cà rốt rồi cắm vào trên này. Cái phần chính giữa này á, em sang sẽ đập thêm một cái lòng đỏ vào rồi đem đi hấp. Để món hấp của em thêm phần hấp dẫn á, em sẽ cho một ít tiêu xanh lên trên này.
Sang sẽ đi hấp cái phần trứng mực này nha. Trong lúc đợi phần chả mực của em hấp chín á, em sẽ đi băm một ít hành tím để em làm cái phần nước sốt á, một lát em rưới lên trên phần chả mực của mình luôn. Để làm phần nước sốt á, em sẽ bắt lên đây một ít dầu, dầu nóng á, em cho hành tím vào. Hành tím nó cũng vàng á, em sẽ cho tiếp gia vị vào đây. Cái này là chiên ớt, dầu hào, một xíu nước mắm, bột ngọt, thêm một ít đường nữa. Em cho thêm một xíu nước thử nha. Thơm lắm. Em hấp nãy giờ cũng lâu rồi á, giờ để em nhắc xuống rồi đợi nguội nhé. Cái phần nước sốt á, em nấu nó treo treo lại như thế này là được rồi nha. Tranh thủ lúc nước sốt còn nóng á, em sẽ rưới vào chả mực luôn. Món chả trứng mực hấp với đậu hũ non của em á, cũng đã xong rồi. Em thấy món này vừa đẹp mắt, vừa tốt cho sức khỏe nữa, giúp ngủ ngon. Có dịp cô chú anh chị cũng nên thử món này nha. Em thấy món này mà dùng đãi tiệc thì cũng hợp lý lắm á. Chim chép á, em sẽ đi rửa thêm một lần nữa rồi đem đi luộc. Về phần nhân của Hoàng Thánh á, ngoài chim chép ra thì còn có cà rốt, khoai môn với lại bắp mỹ. Giờ em sẽ đi thái nhỏ chúng ra. Xuống đợi cho nó nguội nha. Chim chép nó cũng đã nguội rồi á, em Sang sẽ dùng một con dao để mà tách cái phần thịt ra. Thường chim chép, ngao hay là sò mà gặp cái mùa nước lạnh á thì thịt rất là chắc luôn. Khoai môn á, em Sang sẽ chiên giòn. Khoai môn nó chín vàng rồi á, em sẽ vớt ra luôn. Em cho dầu vào đây, đi thơm một ít hành tím. Em Sang sẽ đi xào phần cà rốt với lại bắp luôn. Em Sang cho tiếp gia vị vào đây. Em cho một xíu đường, một xíu bột ngọt, một xíu tiêu với lại một ít muối.
cà rốt với lại bắp á nó cũng đã chín rồi. Em sẽ cho tiếp kim chiết vào đây. Với em cho luôn khoai môn vào luôn. Cà rốt với lại bắp á nó cũng đã chín rồi. Em sẽ cho tiếp kim chiết vào đây. Với em cho luôn khoai môn vào luôn. Phần nhân này sau khi mà em nhắc xuống bếp á, em sẽ cho vào một ít bột mì để mà cho những cái hỗn hợp này á, nó được kết dính lại với nhau á. Hoành thánh á, trước khi chiên á, em sẽ tạo hình thành một cái túi. Em sẽ cắt bốn góc như thế này. Em sang sẽ chét vào bốn cái góc á, một ít nước bột mì. Rồi xếp chúng lại với nhau. Mấy cái túi vàng á em xếp cũng xong rồi. Giờ em sẽ cho cái phần nhân vào trong đây. Dầu nó nóng á, em xem cho túi vào để chiên luôn. Món kim chiết chiên hoành thánh của em á cũng đã xong rồi. Cô chú anh chị thấy nó có hấp dẫn không? Em tin chắc là món này á mấy em sẽ rất là thích luôn. Do là phần nhân á vốn nó cũng đã chín sẵn rồi á, em chỉ cần chiên cho cái vỏ bánh á cho nó giòn là được. Ăn cơm Mỹ ơi. À. Gia đình của em cùng mời cô chú anh chị ăn cơm với nha em nhé. Ờ, xin mời ăn cơm. Wow, chấm này với tôi ăn. Giòn ghê luôn hiền hả? Giòn. Ăn thêm miếng chả nha. Là làm bằng từ cái gì đây em? Xem. Ở trong đó là có chim chép. Hũ đồng tiền. Ừ, hũ tiền, hũ vàng, hũ bạc. Được bắp hả? Dạ. Bắp, khoai môn, cà rốt, với lại chim chép. Đủ thứ luôn. Món này nữa muốn hấp mình ăn chưa? Ngọt ngọt mặn hấp, mặn. Hấp cái này là có củ sen này mẹ. Ăn vô cho nó ngủ ngon. Đó. Đó, đây là củ sen con cuốn lại á. Trong này là có trứng mực nữa. Hãy đầu tư không? Con làm giỏi ghê mà. Còn múa sáng tới giờ múa quá trời múa luôn. Sáng giờ luôn. Ngon ghê. Y như nhà hàng luôn mẹ ha. Nhà hàng chắc là ăn lên. Nhà hàng làm cái lỗ luôn rồi. Làm lâu á, thấy kỳ công làm lâu. Còn cái này là dưa leo. Còn cái hộp trên này là tiêu á mẹ. Cái gì ăn mẹ bỏ tiêu ra nha. Dạ, tiêu xanh á. Sao lên cho thơm với lại cho nó đẹp. Đó, dưa leo nè trời. Hai chị em con múa sáng giờ. Phi nó cũng múa một dĩa. Dĩa
Trời bão tố ai cũng than không có tiền ăn hết trời ơi. Trời này có ai đi lặn được đâu anh? Có nước mưa. Trời mưa nước chảy xuống nó mờ lắm, là nước lạnh nữa. Lạnh ghê, chịu không nấu. Mưa nước lạnh. Nói ba với Ngọc ở nhà mà. Ở nhà chừng nào nước thanh mới đi, đi vài bữa có tiền ăn ở nhà này. Lạnh, lạnh nấu à. Lạnh lắm. Nhảy xuống là dùng cả người à. Ở nhà mình nấu rồi, cái lạnh. Ừ. Nhà hồng ta nấu một tấm luôn á. Bây giờ trời này dễ đổ bệnh kìa. Nó cứ lạnh 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 á. Âm âm trời âm âm luôn á. Dễ bệnh thế một. Bây giờ đâu dám ngủ trưa đâu, ngủ trưa nó bệnh thêm được. Mày ngủ ít thôi, ngủ tầm nửa tiếng thôi. Mà sợ là trời này nằm cái mình ngủ luôn. Nó mát mát á, mình nằm ngủ nhiều. Mày bà nói ủa sao luôn, ăn dở nó nói giờ thèm ăn chứ sao. Nó cho bác sĩ ăn gì à? Ăn ít quá không đủ, mà nhiều cho con nó ăn chứ. Cá bớp hả mẹ? Đầu hả? Đầu. Nấu ăn liền không? Để nó ngủ trong đó. Đầu giá sẽ mềm hơn cái phần thân mà. Cái đầu 100.000 ký. Hôm nay mẹ mua đọc cá hồi giá nó còn mềm nữa. Đầu cá hồi 80, 27 hả? 70. Sáng đầu cá hồi không tứ. Mà mẹ biết sao sáng hôm nay nó chợ nó có cá không? Trời động á, trời ơi, ít cá lắm. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ mắc hơn. Ôi trời, đâu biết mua gì đâu. Nó mới mua kim kiếp với lại trứng mực thôi chứ. Rồi cái này là hồi sáng con tính nè. Nó thêm cái món canh nữa mà nó đâu kịp đâu. Cái này nó lâu quá. Làm lâu rồi cũng lâu quá, không có thời gian mà nấu thêm món canh luôn á. Em thấy cái này nó đẹp mà nó kỳ công lắm. Ừ, rồi làm lâu. Chắc em muốn là chắc ba ghi dòng muốn. Ở nhà em nấu ăn á, em ít nấu kỳ công á. Cho em muốn nướng nấu cho lẹ cho đó. Lâu thiệt, mà lâu thiệt. Trời ơi, mùa nấu mới lâu không? Làm kiểu nó phải lâu chứ sao nữa. Ở nhà bỏ lên hấp cho lẹ mày ha. Hấp trứng mực lên, bỏ trứng hấp mà ăn cũng ngon. Mà tại cái đó hôm bữa cũng nấu rồi. Nhưng mày phải làm cái gì cho nó khác khác á. Ở nhà nấu canh nấu chua nó cũng mau. Cách chiều không mà. Lê đậu lê xuống. Bực cái là nó xong. Lần đó nấu củi nấu lửa đồ. Lượm củi đồ cũng mệt ha. Lâu à. Nấu đó không đi chợ về thay bộ đồ dởm dởm. Nấu xong đầu khói đồ. Nó nổ đồ cháy quần áo theo đồ củi với nấu. Em nhớ đợt nhà mình nấu củi mà cái chòi mà trời mưa. Trời ơi nó mưa mà nó dột. Hồi nhà chơi còn nấu củi thì nấu lửa củi phải ấy à, phải dễ nắp da để nắp lại là nó hầu hầu khói. Ừ, hầu mùi khói lắm. Mà nó mau. Lửa nó lớn nè. Lửa lớn mau. Nó không khéo dễ hôi lắm. Gia đình của em cùng chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những clip sau đây thân nha. Bye bye. Cô chú anh chị xem like bấm nút cho gái tươi nha. Bye bye.